Đây là chương trình tin tức bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Sau đây là bản tin chi tiết. Dù thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đối mặt với thách thức ngày càng lớn để giành được đề cử của đảng Dân Chủ, thế nhưng những chính sách của ông khiến nhiều cử tri hào hứng. Chiến dịch tranh cử của ông Sanders đã xây dựng phong trào thanh niên quần chúng mạnh mẽ và có thể sử dụng sự ủng hộ của họ cho những hoạch định trong tương lai khi ông trở về Thượng viện. Giới chính thống cầm quyền của đảng Cộng Hòa có thể sẽ tập hợp quanh thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz để chống lại ứng cử viên đang dẫn đầu Donald Trump. Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham đã công khai ủng hộ ông Cruz hôm thứ Năm. CNN cho hay, tại một cuộc họp hồi gần đây của những nhà lãnh đạo bảo thủ, đã có những lời kêu gọi hai ứng cử viên Ted Cruz và thống đốc bang Ohio John Kasich hợp lực đánh bại Donald Trump. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.